Vâng, xin chào các bác đến kênh xe đạp và hôm nay sẽ giới thiệu các một chiếc xe gian dòng Touring. Đây là một chiếc xe gian FCR3300 dòng Touring mới nhất về tại Hưởng Em, được trang bị bộ phanh đĩa dầu thủy lực của giá rất là tốt các bác nhé, cấu hình của Shimano. Vâng, bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe gian FCR3300, vẫn là tông màu chủ đạo tông màu trắng, và chữ gian và chữ FCR và logo của chiếc xe thì màu xanh rất rõ các bác nhé. Với mẫu SCR 3300 thì bác nào theo dõi kênh nhà em thì cũng về rất là nhiều. Đây một mẫu Touring đường phố, đi thể thao ở đường phố, đường đẹp, một chiếc xe rất là phù hợp. Với cọc yên nguyên zin của hãng Giang các bác nhé. Và yên rất là êm. Và yên của Giang luôn. Nói về dòng Giang thì phải nói về công nghệ nhôm của Alloy. Đây là một công nghệ làm nhôm độc quyền của hãng Giang, rất là nổi tiếng. Và xe được đi dây âm sườn các bác nhé. Dây âm sườn. Các có thể lên Google search thêm về chiếc xe này, FCR300. Em cũng review trên YouTube nhà em rất là nhiều rồi. Được trang bị bộ phanh đĩa dầu thủy lực, có những mẫu FCR 3300 thì chỉ được trang bị bộ phanh đĩa cơ thông thường thôi. Đây trang bị bộ phanh đĩa dầu thủy lực cao cấp hơn, vành của gian nữa nhé. Do quá trình sử dụng rồi, xe đã qua sử dụng nên là bị mất những chiếc tem ở trên vành. Lip xích thì của Shimano các bác nhé, 2468, 8 tầng lip. Và củ đề của Thule TX. Hình thức lốp các bác chỉ nhìn thấy lốp còn rất là mới, lốp chọc. Lốp này đi đường đường phố, đường đẹp, rất là nhanh, bon. Đùi đĩa 3 tầng và gạt đĩa của tôi lấy TX. Thông số lốp là 700 x 32C các bác nhé. Lốp thông dụng của dòng xe Touring. Phía bên trên đây, phốt và ghi đông của hãng Giang. Và tay tay nắm cao su của hãng Gian luôn các bác nhé. Xe trang bị bộ tay bấm xả của Shimano 8 tầng lip và 3 đĩa cho xe 24 tốc độ các bác thay đổi. Và tay phanh, tay phanh đĩa dầu thủy lực của Techo. Đĩa đây, đĩa dầu. Vành trước may của nguyên zin của hãng các bác nhé, hãng Giang. Bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe có size đứng là 47, ngang là 53 các bác nhé. 1m6 đến 1m7 đi với chiếc xe này. Trang bị với 8 tầng lip của Shimano và củ đề
của Toyota TX, Silverado Toyota TX Lelit. Xuống đi. Tiếng tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng. Gạt đĩa của Toyota TX. Lên đĩa. Vâng, nó rất tốt. Đánh quay rất là bon các bác nhé. Vâng, và chiếc xe Gian SCR3300 được bán tại cửa hàng em mức giá là 7,7 triệu. Miễn phí ship toàn quốc của Vinmart, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi anh Kim Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại của em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.